Alo cả nhà. Chào mình tí nha cả nhà nhá. Chào mình tí nha, mình chịu gọi điện với đó. Rồi, có rồi. Hello cả nhà nghe, chào mình tí nha. Mới về tới phòng này. Bình tĩnh, chuyện gì? Đó, bây giờ tôi phải học tuồng nè, cho vừa lòng hả dạ ra nè. Hai ơi, mở web là mở làm sao? Trời ơi, kêu một đứa ngu mở. Chào các em nha, chào hai cái. Trời ơi, chắc về phải lấy cái lo lại quá. Giờ không có cái lo để nghe nhạc. Hoa hồng. Chào các em nha. Mở webcam là mở ở đâu? Chào hai tên đây. Đây hai kiếm rồi đó. Tôi lưu quại bao ước mơ, muốn nói nghiệp cầm ca như bao gì sao. Bây giờ tôi đi làm cái này đúng không trời, kệ chứ. Quên lâu thời gian. Thôi kính ơn khi nghe nụ sống. Con xin dẫn miếng đời con với tất cả tấm lòng. Nghe thật thật bao la, con chỉ là hạ ca. Xin biết âm trong người theo đường chân lý thanh cao. Hay hát đúng không Úc ơi? Úc ơi, vô cái nào Úc ơi? Ai biết làm? À rồi đó, hai đang khen nói vô Úc ơi. Đúng rồi. Đang làm gì vậy? Đang mì cay. Đang tập tuồng nè. Tập tuồng cho em tôi ăn. Trời lông ngực quá nha, lông ngực quá nha. Lông cuốn mà. Vậy á hả? Rồi mập lên ha, cái thay mở đèn lên. Tầm tối quá. Ở đây không có đồ ăn nha, hay không được. Hai ăn đi cay không? Trời ơi. Ăn đi cay đúng rồi. Đúng là nó ngắn lắm em à. Để con hát đúng không em?
Tầng tầng. Hello cả nhà. Chào mọi người. Đúng không? Bủ ơi bủ. Đây đập. Mà chửi nữa, chửi nữa cho tôi biết quá tôi sợ quá tôi em nghe luôn bủ ơi. Ai biết bà có chửi tôi không bủ ơi. Ai ai chửi ai chửi ai. Bủ quá nó chửi ai giả dối gì đó. Cái gì nó cũng giả được á, chỉ có một không giả được thôi. Đó. Ai bảo còn ai giả thì mấy đứa nghĩ đi. Mấy đứa ơi ăn mì cay. Chỉ có một không giả được thôi. Ủa sao nay hay về khách sạn sớm quá vậy? Hồi nãy là hội nghị xong rồi hay bộ Hồ Gươm đó, bộ bàn có hai con hai đi về rồi, quá. Đi vòng vòng Hồ Gươm hả? Đi vòng vòng Hồ Gươm hổ bay gói hết. Thôi nghiệp dạ. Rồi dùng có người đi về. Hai ơi. Hai nghe. Hai bận hai bộ hai kịp không hai? Kịp chứ trời ơi. Vậy hả? Xin lỗi biết rồi. Trời đất ơi, từ bên đây mà sợ mình húi như sao á. Cái này đâu có nghe được mùi đâu, với lại cũng không ai hưởng. À. Không phải tại vì hai người mùi gì hơn một người đâu. Chín trăm. Bé nó chào. Hello Hiệp Nguyễn. Hello cả nhà. Hello cả nhà nha. Rồi tao uống rồi. Đi cho nên mới xịt vào thơm. Cái gì? Cái gì? Hát đi, hát đô. Hát đi, hát đô. Hát đi, hát đi. Hát đi. Út ơi, Út giận rồi, Út giận rồi. Thấy mình giỏi không? Rồi. Mà sao không nghe tôi, không nghe tôi hát vậy? Anh Hùng á. Trời đất ơi. Anh Hùng khỏe chưa mà vô coi vậy? Ủa? Vậy chị Đức Hùng hả? Ờ. Khỏe chưa mà đi vô coi tụi em và anh Hùng. Mấy ngày lu bu quá không chạy vô thăm ổng nữa coi ổng sao nữa. Chào các em nha. Chào các em nha. Đó bây giờ phải ăn bánh gì nè. Vô, hai đứa mình vô. Một, hai, ba, vô. Kiếm bánh mà kiếm bánh lợn đó. Bánh cây chuối. Trời ghê. Chuối bự quá. Không ai lặng không ai. Có mùi bột độ. Có mùi bột độ mà không biết lặng không nữa. Ờ, vậy sao hai phiêu gửi vậy? Trời lạnh, trời lạnh, trời lạnh. Trời lạnh, trời lạnh nữa chứ. Hai, đóng băng hả? Hai ngủ với ai vậy? Hả? Hai hả? Nhảy em gái của hai đó. Nhảy thanh nữa hả? Ui Út, Út. Đi trà sữa qua đây cho Út uống với. Dạ con lắm. Dạ con lắm ơi, con hai bánh ngọt đây. À, ngủ nó muốn trà sữa hay qua đây nè, qua đây uống với em. Ông ơi, cái ngày 10 với 11 là mấy giờ trà chảy? Cái gì là 10 với 11? Ngày 9 ông nội, ngày 9 với ngày 10. Có những lúc... Đô, ngày 9 rồi. Có. Nó lo mọi chuyện sẽ chẳng bình thường. Hiểu không bà Nam Quang? Tôi nói rồi đó, có những lúc mọi chuyện tưởng như là khó, Hoàng Đăng Khoa bỏ lơ mọi chuyện sẽ chẳng bình thường. Bình thường. Chừng nào bắt thương với tội. Đối với hai là bình thường. Đi đi bỏ một bầy em bơ dơ trơ trọi nè, ở nhà nó đang âm mưu tạo phản nè, con này nó đang đòi. Khoan, để tôi cắm điện, tôi nói chuyện cắm điện rồi. Còn hát ngày mai thôi hả?
tao nói chuyện với tao đẹp. Tâm để hai nghe tâm bồ nó nhỏ đó. Mà bây giờ á nó bị anh Luân đem không đang nói chuyện với tao không gì Luân. Không, 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 đẹp hơn. Từ khi nào mày đẹp hơn? Con vui Cẩm Ngọc vô kìa. Con nhiều chị. Ở ngoài Hà Nội thì cái hồn gươm này là nghĩ sao? Ai tội nghiệp cái hồn gươm. Tội nghiệp lắm hay ơi, tối ngày cứ ra mà gươm ghen ngự ở dưới hồ. Ngày nay ta hay gì đó bạch tiết gì đó khổ lắm khổ lắm khổ lắm khổ lắm trời ơi đi hết rồi khổ ai dừng đó trời ơi ăn kìa thấy thương không. Ủa rồi mà rồi con nhỏ em gái đâu rồi hai nó bị bắt bố rồi nó bị bắt bố rồi tâm tưởng một tính gì hết rồi. Nó qua nó ám em. Em vừa đi hát về. Nó qua nó ám em. Cái em nói nó là nó hỏi em đang ở đâu. Em nói em mới vừa về tới nhà. Lên được không? Cái em mới nói ủa lên là sao? Đang dưới nhà nè. Lên lầu được không? Đúng. Nó qua tới nhà em luôn rồi đó hai. Trời Phật cũng thương em hơn. Em nói thiệt em đang ở nhà. Em nói em đi đâu lên giả vô mặt em. Gian dối tẩu kém. Hỏi trước với bộ, hỏi với má chị Bình Tinh có nhà không? Thì bởi vậy, khổ quá mà. Đi mà, ta nói đi. Cái ngày tính tay em tập trước. Tập thế gì mà em không nghĩ mà em đuổi cho rồi. Thế mà hai. Rồi 10 tay hay giờ. Ý, có người lạ, có người lạ đột nhập. Có người lạ đột nhập. Ê, thấy rồi. Có người đột nhập. Có trẻ gian đột nhập. Quân bay cho già cho nhào cho thả vô ta. Tại cái bạn kiếp câu. Kể từ bây giờ phát biểu linh tinh sẽ bị dập mặt. Kìa kìa. Đổi có hai ơi kìa. Có ai ăn mì cay không? Có ai ăn bánh xèo không? Nhờ nhớ photo chứng minh nha hai lương tỷ bảy. Chết đi ơi. Chết đi ơi. Quá rửa khai ngôi. Cái chứng minh của hai. Cái chứng minh của hai. Quá rửa khai chứng minh rồi. Ai bị đau lưng vậy hai? Hai hỏi giùm em coi. Ai bị đau lưng vậy? Em bị đau lưng. Đau lưng. Đau lưng gì? Đau lưng không? Đang ngồi vậy? Ngồi cái chuyện vậy? Có đau lưng không? Ngồi chỉ đang ngồi đát của bà ngồi chỉ đang đau lưng. Đau lưng phải rồi. Bà ăn qua tôi lấy em đi. Lấy em đi. Lấy em đi. Còn cái đoạn thuộc chưa vậy? Cái đoạn hả? Cái đoạn thuộc. Cái đoạn thuộc. Cái đoạn thuộc. Nát đầu. Tám nữa rồi. Cái bụng quá. Hả? Cái bụng quá dính tay chưa dịch mũi chạy. Cái đoạn thuộc nó không có dạng nữa. Cái đoạn thuộc nó dịch mũi hát cặp với em. Chính đây xin người chạy đi tiêu chút đi. Đâu có, chạy là chạy hai cái luôn. Mấy đứa ơi, ăn mì cay nha cưng. Chị tên ăn mì cay cấp độ 7 cái 2. Ăn cấp độ 7 má là 1 triệu, ấy 2 triệu chứ hả? Hay gì? Im lặng, im lặng, kẻ gian nói gì cạnh hai. Hai đồng em coi. Hay quá, còn tác giả đó. Ủa chắc không mình nhộn không? Mày tôi là con. Hai tính nói gì vậy? Hai tính nói gì vậy? Tôi không có nhộn. Giống giống. Tôi không có nhộn. Giống giống đại hỗn hậu bờ mà hỗn cho bờ mà cái hỗn ra nhập cung. Tôi không có nhộn mà cái người bên kia nhộn.
mặt cái thui à, không khen là tiền điện người ta điện người ta mà làm như điện mình vậy, thở túc tiền điện rồi không khen không quỷ con lê hả é phô bây giờ vậy mới thấy lòng mặt đâu vậy đây coi coi chỉ hai cái đồng tiền đó đúng không có ngày cái gì cái gì vậy cái gì chỉ có hai cái đồng tiền hai nha để báo lại lộn đậu hàng chết rồi thấy mua gì cho em không vậy đi đâu á tới tối đám tay có gì rồi tới đây còn làm tới bảy mấy giờ mở ngoài tay ra bảy mấy là có hồ có đi đâu được kìa có người kiếm chuyện với hai nữa kìa gì vậy tự nhiên đúng rồi khuôn mặt này tự nhiên tự nhiên giờ chiếu rảnh rồi em nhớ rồi rảnh thiệt rảnh ba mì cay cấp độ 7 luôn á. Trời độ 18 thì cũng mì độ 7. Không dám ăn luôn á. Bởi ghen dữ lắm á, ăn mì cay cấp độ 7 là ghen dữ lắm. Có hai đáng đâu, hai Hà Nội hay đáng đâu không? Hà Nội. Hà Nội. Ừ. Hà Nội hết. Nhưng mà cái công tác ở Bắc Ninh. Hải Dương. Ở Thanh Hóa. Ở Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Ở Bắc Giang. Ở Bắc Ninh á có cái chợ bán mấy cái giỏ đẹp lắm á. Chợ gì em quên rồi, thằng Tây không á. Cái gì? Nói gì Tâm? Chị Rên hả? Chợ rên, chợ rên, rên rỉ á hả? Ngồi vậy? Chợ rỉ. Cái gì vậy? Không có nói gì. Cấp độ 7 có gió giật. Có gió giật không? Đồ em trúng gió á hả? Nhìn. Gan bạn chia gan đi uống cà phê Tâm mình đi uống cà phê không đi hết trời ơi hai nhìn thấy hai giống như chơm đi Bùi Viện chơi giờ thì uống ra Bùi Viện chứ uống cà phê nấu gì trời không phải đâu cả nhà tiếng anh hai lúc nào cũng ồ vậy á có coi
chửi hả? Hai sinh tháng 10 mà. Hai sinh mấy? Tháng 9 hả? Hai sinh 10 tháng 9. Nhớ lộn. Vậy là cùng Tâm hôm qua nó mời Thiệp đi con gì á, hai cân da. Tốt chua đó, có nhiều đó mà có ngày cái bụng mà chụp hình cái sao sao cái món nó bụng lấy cái thùng lót lấy cái ly ra chị. Ừ, mai ngủ sớm đi, giữ sức khỏe, về sớm với em nha. Sáng là đi sớm rồi. Sáng là mình khoảng 5 giờ rưỡi, 2 giờ rồi. Qua 11 giờ mà ngày chín tay mà không thấy về là sáng 10 tay là em với Tâm bay ra đó. Có người đòi bà. Khổ lắm, tội nghiệp ta ngoại hôm nay ơi. Kệ, thôi mình ở đâu chỗ thôi nha, đừng có đi ra ngoài Hà Nội cho người ta được yên ổn ngoại đi nha. Bye. Trời ơi, nhẫn cái giấy mối sợ mất. Alo cả nhà ơi, cả nhà nghe chưa? Hello, chào cả nhà nha. Bây giờ phải soạn thuốc rồi mai đi làm đấy cả nhà ơi. Anh Thư. Sáu gồm Đoàn Bảo Ngọc hai đây. Hai mới vừa về tới khách sạn, giờ còn phải học bài nữa. Học đóng bài chưa học xong các em ơi. Diệp Linh, Nhiên Heo. Anh hả? Cà Ma quê tôi. An Thúy, Mỹ Duyên. À, hai hả? Hai con chuẩn bị ngủ đây. Lạ nè. Ở ngoài có 12 độ, 10 độ mà. Cảm ơn các em nha. Họ hay uống thuốc collagen á, tại ngày xưa hay nhuộm da nâu á. Bây giờ hay phải uống collagen mỗi ngày để cho nó bình thường cái da lại. Nhiên Heo, Đông Trương, Cẩm Tiên, cảm ơn các em nha, hai không sao nè.
Nấu nước hả? Hai gì vậy? Gió cuồng Cherry làm gì buồn Cherry? Buồn chuyện gì? Ở đây lạnh lắm, hay phải mặc áo lạnh hay ngủ? Không ơi là không ơi, chị không nổi. Lạnh tới mười mấy độ lần các em ơi. Có. Thôi chào cả nhà nha. Giờ Hai Khoa chuẩn bị soạn đồ, tại mai sáng 5 giờ Hai Khoa phải đi rồi. Bye bye cả nhà nghe. Chúc cả nhà nhìn em vui. Bye bye, bye bye, bye bye. Ngủ ngon nghe.